Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã tăng lên mức 44.500 đô la trong tuần này trước khi điều chỉnh về mức giá hiện tại. Giá đã bứt phá khỏi mô hình kỹ thuật tam giác tăng dần, vừa có ngưỡng kháng cự 38.000 đô la vào đầu tháng 12. Điều này báo hiệu xuồng tăng rộng hơn với mục tiêu giá khoảng 45.000 đô la trong ngắn hạn và 50.000 đô la trong trung hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đã đi vào vùng quá mua trên 80. Do đó, việc giao dịch đi ngang trong phạm vi 45.000 đô la có thể xảy ra trước khi xuồng tăng tiếp tục. Tuy nhiên, nhà phân tích Michael Van Der Poel kêu gọi sự thận trọng rằng việc điều chỉnh nhanh chóng sẽ xảy ra, ngay cả trong bối cảnh có những thông tin tích cực như SEC sắp phê duyệt Bitcoin ETF vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Trong khi đó, phân tích của Mark tập trung vào các đường trung bình động quan trọng có thể xác định xuồng tăng và giảm trong hành động giá của Bitcoin. Nhà phân tích lưu ý rằng Bitcoin sắp chứng kiến chữ thập vàng trên biểu đồ giá hàng tuần. Điểm giao cắt vàng xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên một đường trung bình động dài hạn, báo hiệu sự bắt đầu của một xuồng tăng. Trong lịch sử của Bitcoin, đường trung bình động 200 tuần của nó đã đánh dấu mức đáy của thị trường giá xuống. Ngoại trừ thị trường giá xuống hiện tại đã phá vỡ dưới mức này. Tuy nhiên, Mark lưu ý rằng giá hiện đã di chuyển trở lại trên đường trung bình động 200 ngày. Nếu đường MA 50 tuần vượt qua đường MA 200 tuần, nó sẽ hình thành mô hình giao cắt vàng, thường khởi động thị trường tăng giá dài hạn. Hơn nữa, một chữ thập vàng sẽ là mất hiệu lực của giao cắt tử thần, hình thành vào tháng 2 năm 2023 khi đường MA 50 tuần cắt xuống dưới đường MA 200 tuần. Giao cắt tử thần này đã báo hiệu sự bắt đầu của mùa đông tiền điện tử khắc nghiệt trong năm 2022. Tóm lại, nhà phân tích Mark nhận thấy các dấu hiệu tăng giá dài hạn đang hình thành, có thể đẩy giá Bitcoin lên một tầm cao mới. Thông tin tiếp theo, sau những phát triển đáng kể xung quanh Bitcoin ETF của nhiều công ty quản lý tài sản khác nhau, một công ty nổi tiếng, VanEck, gần đây đã công bố dự báo của mình về 15 loại tiền điện tử vào năm 2024. Theo một bài đăng gần đây của VanEck, công ty dự đoán rằng hơn 2,4 tỷ đô la sẽ chảy vào Bitcoin trong năm tới. Ngoài dòng vốn khổng lồ đổ vào Bitcoin, công ty còn dự đoán sự thay đổi vị thế của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Binance dự kiến sẽ mất vị trí số 1, với các đối thủ như OKX, Bybit, Coinbase và Bitget đang cạnh tranh cho vị trí này. Dự đoán của VanEck vượt xa những động lực thị trường này. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, một dự đoán chính là Bitcoin ETF giao ngày sẽ xuất hiện vào quý đầu tiên của năm 2024. Mặc dù những phát triển gần đây cho thấy việc phê duyệt có thể diễn ra vào tuần đầu tiên và tuần thứ hai của tháng 1. Một dự đoán quan trọng khác xoay quanh mức cả mới mọi thời đại tiềm năng của Bitcoin vào năm 2024. Công ty cũng dự đoán khối lượng giao dịch NFT hàng tháng sẽ tăng đột biến, lập kỷ lục mới khi có nhiều cá nhân tham gia vào lĩnh vực đầu cơ tiền điện tử hơn. Trọng tâm có thể là các bộ sưu tập NFT phổ biến trên Ethereum, các trò chơi điện tử nâng cao và các dịch vụ mới được liên kết với Bitcoin. Hơn nữa, VanEck tin rằng vào năm 2024, mặc dù Ethereum sẽ không vượt qua Bitcoin, nhưng nó sẽ vượt trội hơn mọi cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Mặc dù có hiệu suất mạnh mẽ, ETH có thể bị cạnh tranh khốc liệt bởi các nền tảng hợp đồng thông minh khác như Solana. Và thông tin cuối cùng, lịch sử cho thấy giao cắt vàng trên biểu đồ 4 ngày có thể đưa XRP tăng lên mức 14 đô la. Theo nhà phân tích tiền điện tử GD, XRP đã hình thành một điểm giao cắt vàng trên khung thời gian 4 ngày. Nhà phân tích đã trình bày biểu đồ XRP 4 ngày, mô tả chi tiết biến động giá của XRP kể từ năm 2014. Dữ liệu từ biểu đồ cho thấy XRP đã liên tục đi theo mô hình đột phá khi đường trung bình động MA của nó vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Trên khung thời gian 4 ngày, XRP đã ghi nhận lần giao nhau đầu tiên vào tháng 11 năm 2017. Ngay sau khi giao nhau, XRP đã chứng kiến giá trị của nó tăng 700%, tương ứng tăng 7 lần, trước khi phải đối mặt với một đợt điều chỉnh khiến nó giảm 64%. Tuy nhiên, đợt giảm giá này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì Fed bỏ ngay lập tức quay trở lại. XRP cuối cùng đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 3,31 đô la vào tháng 1 năm 2018, đánh dấu mức tăng ấn tượng 650 lần. Điều thú vị là đợt tăng giá Parabol của XRP vào cuối năm 2017 đi kèm với sự bứt phá khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều năm. Theo biểu đồ của GD, XRP đã giao dịch bên dưới đường xuồng 4 năm trước giao cắt vàng. Sau khi giao nhau, XRP đã thoát ra khỏi xu hướng giảm, góp phần vào đà tăng 650 lần. Lần thứ hai XRP chứng kiến Golden Cross là vào cuối năm 2020, dẫn đến một đợt tăng giá mạnh. Lần này, XRP phải đối mặt với mức điều chỉnh 40% ngay sau khi giao nhau. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này đã dẫn đến một đợt tăng giá đáng chú ý, dẫn đến mức tăng 1.000% lên 1,96 đô la vào tháng 4 năm 2021. Hơn 2 năm sau lần giao nhau cuối cùng,
XRP gần đây đã ghi nhận một điểm giao cắt vàng khác. Nhà phân tích GD tiết lộ rằng các biểu đồ đã xác nhận sự giao nhau mới nhất, với xu hướng tăng hiện tại đang chưa đủ sức mạnh để thúc đẩy một đợt đột phá khác. XRP đã giao dịch dưới đường xuống giảm nhiều năm, tương tự như trường hợp năm 2017. Tuy nhiên, xuống giảm này đã tồn tại kể từ tháng 1 năm 2018. Nhà phân tích kỳ vọng XRP sẽ vượt lên trên đường xuống này trong đợt tăng giá sắp tới. Các dự đoán tiếp biểu đồ cho thấy một đợt phục hồi vượt quá mức $14, tương đương mức tăng hơn 2.000% so với mức giá hiện tại, tương ứng với mức tăng 200 lần. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.